Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang được theo dõi chuyên mục giới thiệu sản phẩm của Thiên Hà Audio. Tiếp theo với những sản phẩm của Pro chúng ta đã tìm hiểu từ những clip trước. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc âm ly tích hợp có công suất nhỏ nhất của hãng, nhưng mà cũng đã là mức công suất để chúng ta có thể khai thác được rất nhiều đôi loa. Đó chính là âm ly Pro Audion 80i. Và số 80 ở đây là biểu thị cho 80W ở trực kháng 8 ohm công suất thực. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chiếc âm ly rất là đặc sắc này. Cái điểm đặc sắc của chiếc âm ly này là nó còn được tích hợp một cái USB DAC bên trong. Và về phần công suất, như mình đã nói là nó có khả năng truyền tải 80W công suất thực, gần như không méo tiếng cho mỗi kênh. Chiếc âm ly này có 8 đầu vào stereo, bao gồm cổng USB không đồng bộ để kết nối với máy tính để phát nhạc kỹ thuật số. Ngoài ra còn đầu vào kỹ thuật số như đồng trục, coaxial và quang học optical. Cùng với đó là đầu vào phono. Đây, đầu vào phono chúng ta có thể chuyển đổi ở đây, dành cho mâm đĩa than. Về mạch DAC, Audion 80i dùng chip DAC ESS Cyber ES9006 24 bit, 96 kHz. Và với cái thông số của bộ giải mã này thì bạn không cần phải cài driver và có thể sử dụng ngay trên máy tính sử dụng hệ điều hành Windows hoặc là Mac. Pro Audion 80i đã chứng minh triết lý cốt lõi của Pro là chính xác. Sự kết hợp giữa hình thức và tính năng đã tạo ra một bộ khuếch đại có khả năng đáp ứng cực kỳ cao. Audion 80i mang tính thẩm mỹ cao về hình thức, trong khi vẫn tiếp tục truyền thống về âm thanh của các sản phẩm đến từ New Zealand. Đó là âm thanh thanh thoát, mạnh mẽ và có sự biểu cảm cao. Nó sẽ cho âm thanh chi tiết và không bị khô cứng. Đấy là điều mà mình đã được trải nghiệm từ các dòng sản phẩm âm ly Pro cũng như là âm ly New Zealand nói chung. Bên cạnh đó, hình thức sản phẩm thì vừa hiện đại vừa tinh tế, đúng chất cao cấp. Độ mỏng của sản phẩm này cũng rất ấn tượng, thích hợp với những không gian bày biện hạn chế. Bề mặt nhôm, các bạn có thể quan sát bề mặt nhôm khối được làm liền từ trên nóc xuống phần phía trước mặt. Và ở phía trên thì được chạm khắc logo rất là đẹp. Phần phía trước thì bên trái là logo tên Pro và phần bên phải là logo đồ họa có hình nhịp tim. Đây chính là những cái dấu hiệu để các bạn có thể nhận biết ngay sản phẩm của Pro. Và phần panel cảm ứng phía đằng trước cũng rất là đặc trưng như những dòng sản phẩm phono mà mình vừa mới giới thiệu từ clip trước. Thì phía trên panel cảm ứng này trông rất là hiện đại, các bạn có thể dễ dàng chạm nhẹ ngón tay vào để chọn đầu vào, và khi đó thì cái đường vào này sẽ sáng lên ngay. Với cái thiết kế như vậy thì không thể nhầm lẫn sản phẩm âm thanh của Pro với các thương hiệu khác. Và với mức công suất thật là 80W mỗi kênh với trở kháng 8 ohm thì Audion 80i là đối tác lý tưởng của nhiều đôi loa bookshelf cao cấp hoặc là loa cột nhỏ. Và mình thấy là chiếc âm ly này đem đến âm thanh thật sự khác biệt so với các âm ly của Nhật Bản. Và bây giờ chúng ta sẽ trải nghiệm ngay một bài nhạc được thể hiện bởi âm ly này đánh với một bộ loa có lẽ các bạn cũng không xa lạ gì đâu ạ. Chúng ta hãy cùng quan sát bộ loa ngày hôm nay là loa Buxell JBL4312SE, dòng sản phẩm thủy điện 70 năm của JBL. Chúng ta sẽ cùng thử nghiệm ngay xem chiếc âm ly bé nhỏ này sẽ cho âm thanh như thế nào với có thể gọi là một đôi loa thùng rất là khổng lồ như thế này. Cuối cuộc đời, dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió lạnh đây, có tuyết buồn lầy, có lá buồn vầy, dù sao. Dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em. Dựa vai nhau, cho nhau yên vui, ấm áp cuộc đời.
tìm mối nhau cho nhau dã nát tim đau. Vừa đôi tay ước muốn tu đầy tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu. Nhìn em giây phút muốn nói yêu không gian trình diễn nghe khá là rộng. Mình nghĩ chiếc Audi này là một trong những cái sản phẩm tiêu biểu rất là tốt đến từ hãng Audian. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức thêm một chút nữa. Triệu 400 ngàn đồng thì mình nghĩ nếu quý vị muốn tìm một chiếc âm ly có một cái thương hiệu khác hẳn với những cái thương hiệu phổ biến ở ngoài kia và đem tới một cái chất âm mà nó trong trẻo, tinh tế, giàu âm sắc và nó có một cái nét riêng hoàn toàn khác với những âm ly Nhật Bản hay là các bạn đang nghe thì hãy tìm đến Pro. Đây là một trong âm ly đem đến 80W công suất thực và có khả năng kéo tốt nhiều loại loa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và quý vị và các bạn hãy nhớ đến với Thiên Hà Audio để chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm này và sản phẩm này đang có bán với giá rất tốt là 42.400.000 đồng tại Thiên Hà Audio, số 42 ngõ 178 Thái Hà, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip lần sau.